cái điều mà cháu muốn gửi đến cho những cái người xem đó trong cái cuốn phim của cháu đó là cái gì? Cháu trong cái phim đó thì thiệt ra cháu cũng không có nghĩ giờ cái message mà lúc mà cháu mới về Úc mà ghép phim ấy, thì cháu mới thấy là wow, cái đứa bé này nó teach cho cháu một cái message lận. Thiệt ra cháu không có message, đứa bé đấy nó teach trong cái lúc mà nó đi cầm máy nó quay giùm, hay là cháu quay nó ăn sinh gơm, hay nó uống trà, hay là nó đi nó bán sinh gơm này, thì cái message là thường thường á, mình ở Úc á, hay mình ở nước ngoài, mình thấy là nhiều khi trong cuộc sống của mình nó vất vả, hay mình có problem này về family, hay là về money, hay về việc làm, có nhiều người ở bên nước khác á, nó rất là vất vả đi nữa mà cũng còn có một cái niềm vui của người ta. Nghĩ lại trong cuộc đời của mình là cái gì really important với mình, chỉ là nhiều khi cái gì mà mình có bây giờ là cũng là much more sung sướng hơn người khác. Trong cái phim mà cháu vừa mới nói nó dễ thương ở cái chỗ là cháu quay đứa bé rồi đứa bé nó cũng quay lại cháu. Tức là cháu vừa là cameraman rồi đứa bé cũng là cameraman rồi cháu cuối cùng hay là cháu về. Cháu là đạo diễn, cháu edit nó lại, cháu cắt xén nó lại để thành cuốn phim. Thế thì bây giờ cháu có thể vui lòng cho thính giả biết cái bữa nay là thính giả trên toàn quốc người ta sẽ theo dõi cái tiết mục này. Thế thì cháu Hồng Phương có thể vui lòng cho biết là trong cái hoàn cảnh nào mà cháu lại thích cái điện ảnh như vậy, thích movie như vậy? Thật ra đó, khoảng năm ngoái gần thì cháu cũng không có nghĩ là cháu đi theo cái ngành phim lận. Thật ra cháu học tâm lý xong á, thì ba má cháu nói là bây giờ mình phải đi kiếm job trong tâm lý đi. Và thật ra cái đó là cũng không phải là cái sự giống như là thích của cháu á. Thì sau đó cháu mới nói, cái movie này cũng vui. Thôi mình thử mình làm một cái short course ở tại trong cái community nó có một cái free course nữa, thì cháu mới đăng ký thì học một thời gian, cái thấy mình cũng vui, cái sau đó mới làm vài cuốn short phim, rồi mới nghĩ về Việt Nam nó thôi bên mình thử mình làm một cái gì bên đó đi, cái mình đem về đây để cho người ta xem. Thì cháu mới thấy là cái thường thường làm phim á, hay cái mình làm một cái art hay gì á, có thể là mình làm xong rồi mình đem về á, có thể mình change cái perception của người ta được á, thì cũng as equally as important then giống như sometimes even more than là một cái job high paying job hay như vậy đó. Tức là cháu không nhất thiết là phải làm một cái job nào cho nó tiền lương nó cao, phải không? Miễn là làm sao mà cháu làm một cái công việc gì mà cháu cảm thấy happy. À, thế thì bây giờ trong cái cuốn phim mà tụi cháu sắp sửa giới thiệu cho bà con có cái tựa đề của nó là Maximum Chopage Round 2. Thế thì trong cái hoàn cảnh nào mà tụi cháu lại thực hiện cái cuốn phim Kung Fu này vậy? Tại vì khoảng 4 năm về trước thì cái nhóm Rome Pictures á, là cái nhóm này tạo ra cái cuốn phim này á, là tính là một cái short phim thôi, mà thường thường short phim nó có khoảng 10 phút là maximum thôi. Bây giờ tới 4 năm sau, cái phim nó không có còn là short phim nữa, mà phải thành là feature film. Là trong nước Úc thường thường feature film là khoảng 70 phút lận, là rất là dài. Thiệt ra tụi cháu cứ chỉ muốn làm một cái phim để giống như mình có một cái nơi để mình họp lại và mình làm một cuốn phim để cho nó vui vậy thôi. Mà thiệt ra lúc mà bây giờ á, ngó lại mình nghĩ là wow, 5 năm rồi mà trong cái cuốn phim này nó có rất là nhiều cái characters, có nhiều cái giống như là võ thuật và có rất là hay, tại vì mình không phải là có chỉ làm một cuốn phim mà làm cái cuốn phim có vừa dùng mấy cái giống như là equipment rất là basic, chỉ là dùng mấy cái nơi mà đóng không có Hollywood, có chỉ là vòng vòng Karamata hay là Ken Level hay là Fairfield thôi, mà mình làm giống như là một cái giống như là một cái adventure đó để cho khán giả coi. À, như vậy cháu đóng cái vai gì ở trong cái cuốn phim này? Lúc đầu ấy thì thực ra cháu volunteer, có chỉ làm giống như là paperwork hay là help để cho mấy người kia để đóng thôi. Và cuối cùng ấy, thì tại cái phim này là những người volunteer help, thì có những người thấy không có pay thì thôi mình dàn ra. Thì lúc đó thì thiếu người đóng vai võ, thì thiệt ra cháu cũng có học một chút đỉnh võ thì mới nhào vô để đóng cái vai đó. Vì sau đó có người khác nữa drop out thì cháu cũng thêm một vai nữa, thì trong đó cháu đóng được hai vai võ À, như vậy ông Vương có thể tâm sự với cái thính giả là ở bên ngoài đời đó cháu học võ tới cái đai gì rồi? Cháu cũng có học taekwondo tới đai đen, rồi sau đó cháu nhảy qua học Shaolin múa lân lận. À, Rumble Pictures có nghĩ là trong the near future thì có thể làm thêm một cuốn phim nào khác không?
Có thể tại tụi cháu cũng đã nghĩ như vậy, là nếu mà cái cuốn này thành công á thì có thể là người ta ủng hộ cho tụi cháu để làm cuốn số 3 hay là cuốn khác. Mà bây giờ á còn 2 tuần nữa đã khai trương cuốn này, và trong cái thời gian đó tụi cháu cũng được một cơ hội để làm một 6-part short film á, là khoảng tháng 11 á sẽ lên ABC lận. Bây giờ đang ghép thôi mà đã quay hết trơn. Coi như đã quay hết rồi, rồi Dạ. cháu cũng có cái vai gì ở trong đó chứ phải không? Dạ, cháu trong đó cũng có đóng vai võ luôn. Cũng võ nữa. Thế bây giờ Dạ. một cái câu hỏi cuối cùng. À, cái này đó thì chú hỏi nhỏ cháu đó đấy nghe. Dạ. Thế thì cái nghề của cháu là cháu học về tâm lý, xong rồi cái cuối cùng nó đưa đẩy để cháu bước qua cái lĩnh vực acting, cái lĩnh vực movies art như thế này. Ba mẹ của cháu có happy không? Lúc đầu thì ba mẹ cháu thì có lắc đầu không mà nói ơi con nhỏ này không biết cái tương lai nó tới đâu. Và bây giờ thì thấy cũng có nhiều người ủng hộ cuốn này thì ba cháu cũng rất là happy, cũng rất là đi vòng vòng, thấy bạn bè có nói đâu con của tôi làm giờ phim võ thì cũng đóng vai võ thì cũng thì cũng có đi vòng vòng nói chuyện với bạn, cũng là rất là happy là cháu đi theo ngành này. Thế thì tới đây chú xin được đại diện cho quý thính giả của đài SBS xin chúc mừng cho các anh chị em ở trong cái nhóm Rumble Picture và đặc biệt là cho cháu Maria Trần Hồng Phương. Có thể nói là đã kiếm được một cái công việc mà mình cảm thấy happy và chú hy vọng là biết đâu đây là cái con đường về lâu về dài của cháu. Và bên cạnh đó thì có thể nói là điện ảnh là một cái language, một cái ngôn ngữ mà có thể truyền tải được tất cả những cái điều mà cháu mong muốn muốn chia sẻ cho quý thính giả cũng như là trong cái cuốn phim mà cháu quay ở Việt Nam cho thấy được cả một cái đời sống của một cái đứa bé nó khổ cực nó như thế nào. Một lần nữa xin thành thật cảm ơn cháu Maria và xin chúc cho cháu và các bạn được thành công tốt đẹp trong cái buổi ra mắt nha. Dạ, cháu muốn gửi lại chào chú Vũ Nhận và khán giả đài SBS. Bây giờ cháu Maria có một cái lời mời đặc biệt gì đến quý thính giả để mà tham dự cái buổi ra mắt tập phim của tụi cháu? Dạ, cháu muốn invite khán giả tới coi phim Maximum Chopage Round 2 ở địa điểm Harris Street, Fairfield vào Chủ nhật 28 tháng 9 lúc 7 giờ tối.